Các chế theo dõi chuyện thì đừng tiếc một like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới khi ra nhé. Let's go. Lâm đạo hữu cẩn thận nhé. Bao đạo hữu yên tâm, sau khi chém hắn, ta lại uống rượu. Chiến đài khởi nguyên. Trận chiến này, ngươi khiêu khích ta, liệu có dám dùng vải niệm chí cao đó của ngươi làm tiền cược không? Vậy thì nhà họ Vương ông lấy gì để cược, tính mạng của cả dòng họ nhà ông, thế nào? Ngươi đang muốn tìm cái chết sao? Ông vẫn chưa có bản lĩnh đó đâu. Ngươi tưởng ngươi là ai, dám ăn nói ngông cuồng như vậy? Sự lớn mạnh của nhà họ Vương là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng nổi ư? Chân trời gang tấc. Võ Minh là nguyên thần trung kỳ, một đòn thôi mà đã bị đánh chết rồi. Vừa rồi tên này ra tay quá nhanh, chắc là thành thạo phép tắc thời gian hoặc là không gian. Tính cách tàn nhẫn quá. Đã chuẩn bị dùng nhà họ Vương của ông ra làm tiền cược chưa? Ngươi thì có tư cách gì? Ta chính là tư cách. Chán sống. Cái gì? Ngươi điên rồi, khoảng cách gần như vậy mà cũng dám phản công. Xem ra nhà họ Vương làm con rùa rụt cổ trong thành cổ đã lâu, đã mất đi sự tâm huyết của bản thân rồi. Kẻ thấp hèn đến từ lồng giam, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thiên kiêu của thành cổ. Nội thiên địa tầng 9, chắc chắn là tên thấp kém đó xong đời rồi. Đúng vậy, đom đóm cũng muốn so sánh với mặt trời. Chỉ ông mà cũng dám tự xưng thiên kiêu. Quả nhiên, Lâm đạo hữu cũng là nội thiên địa tầng 9. Lợi hại quá, cảm giác không thua kém gì với Vương Xuyên. Chết, phép tắc canh kim. Thần thông, tịch. Kẻ chết là ông. Tên này quả thật ghê gớm. Nhưng mà cảnh giới của hắn vẫn còn hơi thấp hơn chút, khó mà thắng được Vương Xuyên. Không, đến giờ hắn vẫn chưa thể hiện hết toàn bộ thực lực. Cả nhà mình ơi, cả nhà đọc đến đây có thể nháy vào video giới thiệu ở cuối để chuyển sang kênh truyện chữ đăng ký ủng hộ kéo mình giúp mình lên 1000 lượt theo dõi nhé. Anh em muốn nghe bộ truyện chữ nào có thể yêu cầu bên kênh đó nhé. Cảm ơn anh em đạo hữu rất nhiều vì đã ủng hộ.